để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thành phố Thủy Nguyên trước năm 2025, huyện tập trung lập và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý. Đáng chú ý, vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1388 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới huyện Thủy Nguyên đến năm 2045. Trên cơ sở đó, huyện triển khai đồ án lập quy hoạch chung, xây dựng các phương án sơ bộ phân loại đô thị Thủy Nguyên, rà soát đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng các khu vực dự kiến thành lập các phường và đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường. Theo đề án này, Thủy Nguyên đang từ 37 đơn vị hành chính xuống còn 21 đơn vị với 17 phường và 4 xã. Do quy hoạch Thủy Nguyên thì cũng là quy hoạch quan trọng và liên quan đến rất nhiều các cái dự án trọng điểm, cho nên huyện sẽ tập trung rà soát và để lập hồ sơ quy hoạch làm sao để đảm bảo cái tính khả thi nhất, để đảm bảo là trong quý 1 và quý 2 năm 2024 sẽ trình được các cái hồ sơ lên Bộ Xây dựng phê duyệt. Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thành phố, huyện Thủy Nguyên đang tập trung triển khai các công việc cụ thể theo đường găng tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, hoàn thiện tiêu chuẩn các phường dự kiến được thành lập. Huyện cũng tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư các công trình dự án như xây dựng công viên, cơ sở giáo dục, hệ thống điện chiếu sáng. Với sự khẩn trương đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, huyện phấn đấu trình đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào tháng 8 năm 2024.